Cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng nha mọi người. Em này đến từ thương hiệu của ST nhá, mã số là MS170C nha mọi người. Đó. Mẫu này thì đường kính bê tông của nó là 37 ly, rất thích hợp cho những anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà. Đấy, là vừa tầm vừa tay. Và thứ hai, nói đến thương hiệu của ST thì anh em biết rồi, vòn tua rất là lẹ, lì đòn nha mọi người. Nói chung anh em sử dụng gia đình hạ gốc cây và thả ga nha. Đó. Và cái đời này thì nó thiết kế cho mình cái bộ giật trợ lực lớn nhá, nên là mình chỉ việc kéo nhẹ là đổ, không cần dùng lực nhiều. Nhất là những chú nào có tuổi mình nên sử dụng những cái mẫu như thế này ha. Đó, kéo nhẹ nhàng, nó không cần dùng lực nhiều, là chỉ nhích nhẹ lên là cái là đổ thôi. Đấy. Rồi thì tình trạng máy thì tất cả là nguyên zin nguyên bản nhá mọi người. Nó chỉ có một cái vấn đề, một cái nhược điểm như sau. Đấy, là cái má ốp này này về nó bị bể, em đã thay nhá mọi người. Đấy, em đã thay cái má ốp này nhá. Đấy, thì chỉ có một cái má ốp này là thay thôi, còn tất cả mọi ngóc ngách mọi thứ hay từ tất cả các con ốc là tất cả là nguyên zin của nó nha mọi người. Đó, mỗi cái phần má ốp này là bên em thay cho anh em là má ốp mới, về nó bị bể cái mép này này. Đó, nên là em sẽ thay cho anh em mới để cho anh em nhìn và nó đỡ bị thô hơn ha. Đó, và cái má ốp này cũng xài rất ok, hàng sản xuất rời nhá mọi người. Đấy, thì một cái đặc điểm vậy để nói cho anh em để anh em dễ được mua ha. Rồi, còn lại là nguyên zin. Đấy. Lam cái này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nhá mọi người. Mặt các cây là 35 cm. Xích được sử dụng xích 91 nha. Lam xích thì rất là đẹp, các cái đầu rãnh lam này, anh em thấy không? Chưa có dập đầu, chưa bị tè, nước sơn còn nguyên trên cái lam. Đó, và dần này. Tem nhãn hiệu này, FT Make in Gặp Money còn nguyên trên cái lam nha mọi người. Đó, và xích được sử dụng xích 91 nha mọi người. Đây. Xích này thì bên cửa hàng em đã rũa sẵn nhá, về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, lam xích rất đẹp ha. Mặt các cây là 35 nhá mọi người. Đó. Ốp lam kiểu đời máy này thì được sử dụng ốp lam 2 ốc nha mọi người. Đó, 2 ốc chân lam nhá. Đây, làm bên đấy này. Đó. Và trực tiếp bằng khóa 19 nha mọi người. Đó, thì tăng xích của em này nó nằm đằng trước này. Đây nó con vít dẹp này, đó là cái con tăng xích nha. Đó, bên phía mặt má ốp lam đây, anh em có thể thấy là mặt là sau này. Tem nhãn hiệu hướng dẫn sử dụng là còn nguyên này. Đó, mặt má ốp này. Đấy. Mặt má ốp bên trên đây. Đó, rất là sáng nha anh em. Thôi, lốc mặt tiền đằng trước đây. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột nòng 12 tháng. Anh em mua bên đấy sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ đi theo máy này. Buji, rũa, tip mở buji nhá mọi người. Đó, và cái tem mã hiệu seri của nó đằng trước này. Đây, mã số seri nó này, 28. Nói chung cái này nó hơi mờ, nó dập tại lốc nha mọi người. Đây, nói chung là mã cái số seri này, nó sẽ trùng khớp với mã lốc này nha mọi người. Đó, ở số đuôi là 95 này nha, 795. Đó, bên trên này 795, 4795 này. Đó, thì một cái máy mà nó còn nguyên một cái tem mảng seri này ấy, thì anh em biết rồi, cái tốc độ nó xài rất là ít thôi. Thì nếu mà anh em ở bên Nhật ấy, thì mình chỉ cần giơ cái điện thoại ra, mình quét cái mã vạch này là sẽ hiện lên tất cả các thông số của máy, được sản xuất tại đâu hay là nắp ráp những cái đồ đạc thì hoặc là thông số lam dài bao nhiêu là nó hiện hết trên màn hình của anh em ha. Nhưng mà đó là bên Nhật Bản thôi, bên Việt Nam mình thì mình không có check được nha mọi người. Đó, nhưng mà một cái máy mà nó còn nguyên tem như thế này là cái tốc độ nó xài cũng rất là ít nha mọi người. Đấy, và nó xài sử dụng ít và nó ném qua Việt Nam mình ha. Rồi đây, những màng lốc đằng trước này thì nó bị úa mạc cưa này, anh em có thể thấy hơi màu tím tím này. Đó, nó hơi nhìn như rong rêu nha mọi người. Đấy, còn rất là sáng nha anh em. Và đây là nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thả để bôi chơi lam xích nha. Nắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Đó, bên phía má hộp giật thì tem nhãn hiệu, tem mạc là vẫn còn nguyên nhá. Đây anh em thấy. Đó, tem mạc đây ha. Rồi giờ mình sẽ mở bộ phận màng lọc gió cho anh em xem bên trong này. Đó, mặt máu bên trên cũng rất là sáng nha anh em. Đây là số điện thoại bên Nhật thì đó. Te này là hỗ trợ ha mọi người. Rồi. Bên trong đây. Đó, tất cả nguyên zin nhá mọi người. Đó, đầu nòng đấy nha. Còn rất là sáng, buji nguyên bản zin nó nha. Đấy, bộ phận bobin rửa đây và màng lọc đó đây. Thiết kế cho anh em là một màng lọc bông nha mọi người. Đó, chống bụi tuyệt đối vào bình xăng con và đầu nòng. Đó, còn rất là đẹp này. Đó, màng bông nó đây ha. Đấy. Nói đến thương hiệu ST này anh em biết rồi, tất cả mọi chỗ, mọi ngóc ngách hay từ cái lò xo hay con ốc này, nó đều có cái ký hiệu riêng của ST nhá mọi người. Anh em thấy không? Đó, tất cả mọi chỗ luôn nha mọi người, từ các con ốc đều có ký hiệu nó nhá. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tới máy nha. Giá của em ST MS170C này ấy, đó, đời có trợ lực này là 3.300.000 đồng nhá. Anh em nào cảm thấy ưng cái máy cơ xích này, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người. Đó, giờ sẽ khởi động cho anh em nghe nha. Mm-hmm.
lên trên cùng là tắt, đẩy giữa là xài bình thường nhá. Đó, anh em nghe tiếng máy ha. Ganti rất là êm ấm và đặc biệt là vòng tua rất là lẹ. Đấy, nhà đến nói đến thương hiệu ST này anh em biết rồi, vòng tua rất là lẹ luôn. Đó, nòng nó 37 ly thôi nhưng mà nó quấy rất mạnh ha. Nghe lực tiếng rất là đá, rất là ráp tai. Đó, nhất làm ra rất tốt nha anh em. Nói chung là mẫu này ấy, anh em sử dụng mảng gia đình vườn nhà là vừa tầm vừa tay, hạ gốc này nọ là thả ga nhá mọi người. Đặc biệt là nó có bộ giật trợ lực lớn này, anh em chỉ việc nhích nhẹ là nổ thôi, không cần dùng nhiều nhá. Kéo nhẹ nhàng là nổ thôi. Nhất là những chú nào có tuổi mình nên sử dụng những cái mẫu như này nhá. Quá đã rồi. Em cứ xích Estin MS170C nhé mọi người. Giá của em này là 3.300.000 đồng. Anh em nào cảm thấy ưng em máy cơ xích đời trợ lực này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé.